Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Quý 1 năm 2016, tình hình doanh thu và nộp ngân sách của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Tỉnh Khánh Hòa dừng canh tác 2.000 hectare lúa hè thu để ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt. Trong phần tin thế giới, dòng mỏ, nhân tố có thể tiêu diệt nền kinh tế Mỹ. Quý 1 năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp diễn ra thuận lợi. Kết quả hoạt động đa phần đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo doanh thu và nộp ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ. Quý 1 năm 2016, giá trị sản xuất của DDI và doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp duy trì hoạt động ổn định, doanh thu đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu của FDI đạt 318,2 triệu đô la Mỹ, tăng 18,2%, nộp ngân sách nhà nước đạt 16,2 triệu đô la Mỹ, tăng 29,26% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất của DDI tăng 7,5% với doanh thu đạt được là 6.485 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 368,6 tỷ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI và DDI trong quý 1 đều tăng so với cùng kỳ, đạt 194,7 triệu đô la Mỹ. Các dự án thu hút vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn thuộc lĩnh vực may mặc, da giày, dệt nhuộm, nhựa, tập trung chủ yếu ở các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc. Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 1 có nhiều khởi sắc, nhất là đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô, vốn đầu tư lớn và sử dụng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, còn nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong nước, vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính, thị trường tiêu thụ. Kinh tế thế giới đang có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng. Các doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh. Theo đó, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An tham gia xuất khẩu ngày càng sâu rộng vào thị trường các khu vực trên thế giới, với số lượng năm sau cao hơn năm trước, đóng góp tích cực cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Năm 2015, Long An có 865 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tăng hơn 100 doanh nghiệp so với năm 2014. Trong đó, doanh nghiệp trong nước chiếm đến 63%, còn lại 37% thuộc về doanh nghiệp FDI. Không chỉ tăng về số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, mà kim ngạch xuất khẩu cũng tăng đáng kể. Cụ thể, năm 2015, Long An đạt kim ngạch xuất khẩu gần 3.700 triệu đô la Mỹ, tăng 13% so với năm trước. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu không ngừng mở rộng. Hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có mặt trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, khu vực Đông Nam Á và khu vực Bắc Mỹ chiếm 25%, khu vực Đông Á chiếm 23%, khu vực EU chiếm 15% và một số thị trường khác như các nước Trung Nam Á, Tây Á, Mỹ Latin. Cùng với việc thâm nhập thị trường sâu và rộng, thì chất lượng sản phẩm xuất khẩu được cải thiện và nâng cao tính cạnh tranh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh hiện nay là giày dép, hàng may mặc, sắt thép, gạo, hạt điều nhân, thủy sản, chỉ sợi các loại, giải thành phẩm chân chân. Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, Sở Công Thương cũng đã và đang tiếp tục thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh, đặc biệt là các mặt hàng nông sản chủ lực, nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu năm 2016 là 4,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với năm 2015. Hiện nay, ngành dân số huyện Thành Hóa đang phối hợp với ngành y tế tập trung thực hiện chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đợt 1 năm 2016. Thực hiện chiến dịch tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đợt 1 năm 2016, Ban chỉ đạo chiến dịch từ huyện đến các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thành Hóa sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng như tổ chức họp nhóm nói chuyện chuyên đề, thông tin lưu động, phát thanh trên các cụm loa, tổ chức tư vấn giảng gia để cung cấp thông tin về chiến dịch, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho chị em phụ nữ trên địa bàn. Đồng thời tổ chức khám phụ khoa tại trung tâm y tế huyện hoặc các đoàn khám lưu động tại trạm y tế các xã, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em tham gia. Theo Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện, hưởng ứng chiến dịch đợt này, gói tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân đã thu hút gần 150 nam nữ đến kiểm tra sức khỏe, tư vấn những kiến thức cần thiết cho cuộc sống lứa đôi. Gói kế hoạch hóa gia đình có gần 100 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Riêng ở gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thì có hơn 600 chị em đến khám. Mình tư vấn về cái cách điều trị, cách chăm sóc, cách vệ sinh
cho cái người dân, người ta biết được cái một cái số kiến thức để người ta tự chăm sóc cho bản thân người ta, và như tăng cường sức khỏe sinh sản để nhằm góp phần củng cố và làm tốt cái nhiệm vụ của cái dân số kế hoạch hóa gia đình trong năm 2016 của huyện mình. Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đợt 1 năm 2016 ở huyện Thạnh Hóa sẽ diễn ra đến ngày 16 tháng 5 năm 2016. Các ngành chức năng của huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các chị em phụ nữ tham gia chiến dịch đầy đủ, góp phần cho chiến dịch đạt hiệu quả. Chuyển sang nội dung phần tin trong nước. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Việt Nam hiện nay xuất khẩu cá ngừ sang 107 thị trường trên thế giới. Ba thị trường tiêu thụ lớn nhất cá ngừ Việt Nam là Mỹ, EU và Nhật Bản. Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Ý tăng mạnh, đạt hơn 5 triệu đô la Mỹ, tăng 189% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Ý chủ yếu nhập cá ngừ tươi, sống và đông lạnh của Việt Nam. Xuất khẩu cá ngừ của cả nước năm ngoái đạt gần 455 triệu đô la Mỹ, trong đó tỷ trọng giá trị xuất khẩu cá ngừ tươi, sống, đông lạnh và khô tăng lên, chiếm hơn 54%. Theo VASEP, giữa các hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam EU, sắp tới là TPP, xuất khẩu cá ngừ sẽ tăng mạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận đề xuất của các ngành chức năng địa phương về việc dừng canh tác 2.000 ha lúa vụ hè thu thuộc các cánh đồng dọc sông Cái để dành nguồn nước từ sông này cho các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Nha Trang và một số vùng phụ cận thuộc huyện Diên Khánh, Cam Lâm. Động thái này xuất phát từ tình trạng hạn hán kéo dài và đang gia tăng, nguồn nước từ thượng nguồn sông Cái đổ về chỉ vừa đủ để đáp ứng cho nguồn nước sinh hoạt. Theo đó, 17 trạm bơm nước tưới lúa dọc theo sông Cái sẽ phải ngừng hoạt động. Hiện lưu lượng nước trên sông Cái chỉ còn khoảng 1,4 mét khối một giây và đang tiếp tục giảm thêm từng ngày do nắng hạn kéo dài. Trong khi đó, hai nhà máy nước do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa quản lý và vận hành dựa vào nguồn nước của sông Cái có tổng công suất 113.000 mét khối một ngày đêm, tương đương với lưu lượng khai thác 1,4 mét khối một giây. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015. 6 dịch vụ hành chính được khảo sát gồm cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh và chứng thực. Các đơn vị trên đo chỉ số hài lòng của người dân tổ chức ở 10 tỉnh thành, trong đó có Cà Mau, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Hưng Yên. Kết quả khảo sát cho thấy, khi được đề nghị đánh giá về thái độ giao tiếp của công chức trong quá trình giải quyết công việc với người dân đối với các thủ tục hành chính trên, số người dân cho rằng công chức lịch sự đúng mực chiếm từ 54,5% cho đến 71,8% số người được hỏi. Thủ tục đăng ký kết hôn là thủ tục được đánh giá cao nhất về sự chu đáo, tận tình. Trong khi đó thì thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thủ tục được đánh giá thấp nhất về sự chu đáo, tận tình của công chức. Kết quả khảo sát cũng cho thấy người dân đánh giá không cao về sự thuận tiện trong thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính của 6 thủ tục trên. Bộ Nội vụ cho biết toàn bộ 6 thủ tục được khảo sát đều có tình trạng người dân phải trả thêm tiền ngoài phí, lệ phí. Hai thủ tục hành chính không thu lệ phí gồm cấp giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh lại là hai thủ tục có nhiều người trả tiền ngoài quy định nhất. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ Công nghệ sạch do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ cơ quan thực hiện dự án và cơ quan đầu mối CTF tại Việt Nam thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 1.052.000 đô la Mỹ, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 952.000 đô la Mỹ, vốn đối ứng là 100.000 đô la Mỹ. Dự án gồm 3 hợp phần: hợp phần 1 tăng cường công tác giám sát, báo cáo và xác minh; hợp phần 2 xây dựng các hướng dẫn giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng; hợp phần 3 tăng cường năng lực thực hiện MRV và điều phối các dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng. Dự án thực hiện trong 3 năm kể từ khi được phê duyệt. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư liên tịch 39/2014/TT-LT-BCT-BTC sửa đổi
trong đó có bổ sung các quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá, điều hành giá xăng dầu áp dụng với xăng E5. Theo dự thảo thông tư, xăng sinh học E5 là hỗn hợp thành phẩm của xăng không chì và ethanol biến tính. Trong đó, hàm lượng theo thể tích của xăng không chì là 95% và của ethanol E100 là 5%. Trên cơ sở báo cáo của các thương nhân đầu mối và các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất ethanol biến tính E100, Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương tổng hợp, đánh giá, kiểm tra, khảo sát thực tế để có điều chỉnh cho phù hợp. Cũng theo dự thảo thông tư, chi phí kinh doanh xăng dầu đỉnh mức của xăng sinh học E5 cao hơn xăng khoáng. Cụ thể, chi phí kinh doanh bình quân đỉnh mức đối với xăng sinh học E5 là 1.250 đồng một lít, trong khi mức chi phí này áp dụng với xăng khoáng là 1.050 đồng một lít. Các loại dầu diesel, dầu hỏa là 950 đồng một lít, các loại dầu mazut là 600 đồng một ký.